Xin chào các bạn. Phần lớn dân số trên thế giới sống trong các thành phố, thị trấn, nếu không cũng là những cái làng mạc có sự kết nối với nhau. Tuy nhiên, ở trên thế giới có những cái khu vực cách trở về địa lý và thực sự nó trở thành những nơi tận cùng của thế giới khi mà cái sự kết nối đối với bên ngoài là cực kỳ khó khăn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng điểm qua 5 cái địa điểm như vậy, những cái nơi cô lập nhất trên thế giới. Vị trí thứ 5, Itokotome. Welcome to Itokotome. 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 Được thành lập năm 1925, Itokotome vừa rất là khó đọc, vừa khó để tiếp cận. Kể cả khi bạn đặt chân đến Greenland, một cái vùng lãnh thổ của Đan Mạch, thị trấn có 450 cư dân. Theo trang insider.com thì cư dân ở đây thì thích đi xe chó kéo và thích cắm trại, trong khi khách du lịch đến đây để xem các kỳ quan thiên nhiên, đặc biệt là hiện tượng Bắc Cực Quang. Đây là một địa điểm du lịch hấp dẫn, nó thôi thúc rất là nhiều người, bởi vị trí càng khó khăn thì người ta càng muốn đến. Itokotome hoàn toàn không giống như các thị trấn khác. Đối với nhiều du khách, chỉ cần đến được cái thị trấn này đã là một cuộc phiêu lưu, bởi cái thị trấn gần nhất đối với nó là cách xa 800 km. Itokotome nằm cạnh công viên quốc gia Greenland, là công viên quốc gia lớn nhất trên thế giới. Trong một cái cảnh quan rộng lớn, con người quá ít so với các loài động vật như là chim, gấu Bắc Cực, bò xạ hương, tuần lộc, hải mã. Và đặc biệt cái khu vực này nó có 18.000 km đường bờ biển gồ ghề. Nếu không tính dân số của thị trấn này thì cái khu vực 972.000 km2 của cái khu bảo tồn này ước tính là có 40 người, hầu hết là nhân viên trong vườn quốc gia và các nhà nghiên cứu. Hãy tưởng tượng rằng 40 người mà sống rải rác trong cái khu vực bằng diện tích của nước Pháp và Tây Ban Nha cộng lại. Để đến được Itokotome, bạn phải đi máy bay đến một nơi hẻo lánh cách khu dân cư 40 cây số. Xong rồi từ sân bay này phải di chuyển bằng trực thăng mới tới được cái thị trấn. Có một cách khác nữa là đi thuyền từ Đan Mạch hoặc là Iceland. Tuy nhiên, 9 tháng trong năm thì mặt biển không thể đến được bởi vì nó đóng băng, không có tàu thuyền nào đến được trong cái 9 tháng này hết. Nguồn thu nhập chính của người dân là từ săn bắn và du lịch. Thị trấn có một cái cửa hàng tạp hóa, một khách sạn và một vài cửa hàng tiện lợi nhỏ. Thứ tư, Palmerston, Cook Islands. Đảo Palmerston là một trong số những cái đảo nhỏ trên một cái dải san hô liên tục bao quanh một cái khu vực đầm phá. Cái cụm đảo này thì rất nhỏ, tổng diện tích của các đảo chỉ vài km vuông thôi, đứng chân trên một cái khu vực Thái Bình Dương rộng lớn và nó cách đảo Bắc của New Zealand khoảng 2.800 km. Dân số của nó lên đến là 57 người. Tất cả những cái người dân ở trên đảo Palmerston là hậu duệ của một cái người đàn ông tên là William Master, một cái người thợ mộc người Anh. Ông đã đến đó với hai người vợ vào năm 1863 và tiếp tục có thêm một hoặc là một vài người vợ nữa và có khoảng 20 đứa con. Hiện nay thì hậu duệ của ông đã lên đến hàng ngàn người và họ sống rải rác trong các đảo khác nhau trên khu vực Thái Bình Dương. Đảo thì không có sân bay và tất nhiên cũng không có đường bộ để tiếp cận. Cách duy nhất để đến được đây là bằng thuyền. Hành trình đến với Palmerston là một cái chuyến đi dài khoảng 2 ngày từ Rarotonga, thủ đô của quần đảo Cook, và một chuyến đi 8 ngày từ Tahiti. Tàu chở hàng sẽ đến thăm đảo một vài lần trong năm. Rất là ngạc nhiên khi ở đây có hai cái máy điện thoại và cái điểm truy cập Internet, mặc dù là không được duy trì liên tục trong ngày. Nước ngầm trong cái khu vực này là nước ngọt, tuy nhiên cư dân Palmerston thường hứng nước mưa để uống. Nền kinh tế dựa vào đánh bắt cá, du lịch, sản phẩm từ dừa và lông vũ. Mặc dù cái sự xa xôi tột cùng của Palmerston khiến cái thị trường tiền mặt rất là khó duy trì, cái cuộc sống ở đây gần như là tự cung tự cấp. Palmerston được quản lý bởi chính phủ quần đảo Cook, là một cái quốc gia độc lập, tuy nhiên có liên kết tự do với New Zealand. Tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ, cũng là ngôn ngữ chính thức của cái đảo này. Đồng thời với 57 người, nhưng mà nó có hội đồng của đảo, bao gồm 6 thành viên, 3 người đứng đầu của mỗi gia đình và 3 thành viên khác được các gia đình họp bàn và chỉ định. Cái người đứng đầu của cái này là thị trưởng hay là đơn giản là chúa đảo đó, là Bob Masters. Thứ ba, Villa Las Angelas. Thị trấn thuộc Chile nằm ở châu Nam Cực, cách mũi đất phía nam của Chile khoảng 930 km. Đây là lần đầu tiên nghe đến cái khái niệm dân số mùa hè và dân số mùa đông. Tại vì cái dân số nó cũng có biến động theo cái thời tiết. Dân số mùa hè của thị trấn là 150 và mùa đông là 80 người. Nó thuộc châu Nam Cực, tuy nhiên thì không nằm trên cái lục địa Nam Cực mà nằm trên một cái hòn đảo tên là đảo Vua George, cách bờ lục địa Nam Cực khoảng 140 km. Có một điều hết sức đặc biệt là cư dân ở đây, bất kể là người già hay người trẻ, trước khi mà muốn đến đây ở đó thì phải cắt ruột thừa trước.
để tránh gặp nguy hiểm khi mà cái điều kiện chăm sóc y tế còn hạn chế. Những cái khách du lịch kiểu như là thích cái địa điểm đặc biệt hay là những người phiêu lưu đúng nghĩa đó, thì họ coi đây là một cái địa điểm rất là thú vị và đây là một cái địa điểm được biết đến khá là nhiều. Ở đây có một cái sân bay và có một số chuyến bay không cố định từ phía nam của Chile. Khí hậu Nam Cực nổi tiếng là lạnh giá, tuy nhiên thì cái khu vực này nó lại khá ôn hòa. Có nghĩa là tương quan với những cái khu vực lạnh giá. Theo bảng này thì nhiệt độ cao nhất là 13 độ, thấp nhất từng được ghi nhận là âm 28 độ. Tính ra thì nó không khắc nghiệt bằng các khu vực lục địa khác nữa, như là một số địa điểm mà mình giới thiệu ở phần sau. Trung bình các tháng mùa hè là 0 đến 1 độ và mùa đông là từ âm 8 đến âm 13 độ. Tuy nhiên thì cái đời sống nó còn tiện nghi hơn một số khu vực của chúng ta nữa. Nó có truyền hình, điện thoại, internet, một phòng tập thể dục, một trường học, một bệnh viện, một khách sạn, một cửa hàng lưu niệm và thậm chí có cả một cái chi nhánh ngân hàng luôn. Thấy rất là tiện nghi, không biết là bạn nào có muốn dọn đến đây ở hay không. Hiện tại thì nó chỉ có 14 ngôi nhà thôi. Vị trí thứ hai, ốc đảo Siwa. Nằm biệt lập giữa sa mạc ở phía tây Ai Cập, rộng 8 km, dài 10 km và cách xa các vùng đô thị, Siwa nằm cách biên giới với Libya khoảng 50 km về phía đông và cách thủ đô Cairo, Ai Cập khoảng 750 km. Nó thực sự là một cái thiên đường nhỏ bé nằm trên hành trình khám phá sa mạc châu Phi với một cái nền văn hóa đặc sắc đã được bảo tồn, trong đó có chủ nghĩa thần bí Hồi giáo của Ai Cập. Dân số vào khoảng 32.000 người và họ có một cái phương ngữ cũng như là cái ngôn ngữ riêng biệt khác với tất cả các phương ngữ khác trong sa mạc và được gọi là Siwi. Bên cạnh sự bí ẩn phong phú về văn hóa, ốc đảo Siwa còn nổi bật về sự tráng lệ của địa chất và địa hình. Một điểm nổi tiếng trong ốc đảo là bồn tắm nữ hoàng Cleopatra, là một con suối tự nhiên nổi lên trên mặt đất. Nằm trong sa mạc, tuy nhiên ở đây có khoảng 200 con suối và các hồ nước. Có một sân bay ở đây, có thể đi máy bay từ thủ đô Cairo của Ai Cập hoặc là đi xe buýt. Nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, cây trồng chính của Siwa là chà là và ô liu. Du lịch trong những thập kỷ gần đây đã trở thành một cái nguồn thu rất là quan trọng. Vị trí thứ nhất, Barrow, Alaska. Không có một con đường nào dẫn đến Barrow, từng là một cái thị trấn nhỏ miền cực bắc của tiểu bang Alaska, Mỹ, cách thành phố Anchorage chỉ khoảng 1.000 km. Hiện nay nó đã trở thành thành phố và có tên mới là Ukiavik, nhưng mà rất là khó đọc nên nó không phổ biến bằng cái tên Barrow. Dân số ước tính hiện nay là khoảng 4,5.000 người, tức là tương đương với một xã nông thôn của chúng ta. Chỉ có thể tiếp cận thành phố bằng máy bay, khoảng 1 tiếng rưỡi bay từ Anchorage. Nằm trên điểm xa nhất về phía bắc của Alaska, nơi đây có kiểu thời tiết khắc nghiệt và có nhiều thời điểm trong năm nhiệt độ xuống mức âm 30, âm 40 độ C và có thời điểm được ghi nhận là âm 50 độ C. Ở đây bao gồm 65 ngày đen tối, nghĩa là thời điểm mà 65 ngày không thấy mặt trời, hay gọi là đêm vùng cực. Trong cái thời gian này thì mọi hoạt động của thị trấn đều diễn ra rất là bình thường, kể cả các ngày lễ Giáng sinh, Đông Chí, ngày lễ tặng quà hay là ngày mừng năm mới. Trái ngược với hiện tượng này là hiện tượng mặt trời nửa đêm, nó sẽ diễn ra trong các tháng mùa hè và bất cứ thời điểm nào trong ngày cũng có thể nhìn thấy mặt trời, bất kể là ngày hay đêm. Mặc dù là điều kiện thời tiết bất thường như vậy, nhưng mà các di tích khảo cổ đã chứng minh rằng là con người đã sinh sống ở đây hàng ngàn năm. Có lẽ ngày xưa người ta chỉ ở đây để sinh sống và tồn tại, bởi mọi cái sự giao thiệp và liên kết với bên ngoài ở thời điểm đó là rất là khó khăn. Cái đời sống kinh tế hiện nay đã phát triển rất là nhiều bởi các ngành khai thác dầu khí cũng như là du lịch. Nhưng dù sao đi nữa thì việc vận chuyển thực phẩm đến thành phố rất là tốn kém. Nhiều người dân tiếp tục dựa vào các nguồn thực phẩm tự có ở địa phương như là cá voi, hải cẩu, gấu bắc cực, hải mã, chim nước, tuần lộc và cá được thu hoạch từ bờ biển hoặc sông hồ gần đó. Bởi vì cái vị trí xa xôi của nó nên là cái chi phí sinh hoạt rất là đắt đỏ. Một hũ đậu phộng có thể lên đến 10 đô la Mỹ. If I can find someone to ask how they save money living up here in Barrow, how do you save money on your grocery bill? Maybe they got some tricks. There might be some tricks. Càng ngày càng
có nhiều người mong muốn đến được cái thành phố này bởi cái văn hóa bản địa và những cái lễ hội đặc sắc. Đồng thời là một nơi có vị trí đặc biệt trên bản đồ thế giới. Rồi, rất là cảm ơn các bạn. Và đây là màn pháo hoa chào năm mới. Không có full HD các thứ, nhưng nó là một màn pháo hoa ở một nơi gọi là Top of the World, là nơi đỉnh đầu của thế giới. Nhớ đăng ký và rủ bạn bè cùng xem nha. Cảm ơn các bạn.